Vâng, thưa các bạn, đây là hình ảnh mà chúng ta đã được chia sẻ với nhau rất nhiều ngày vừa qua trên cộng đồng mạng, từ mạng xã hội đến Twitter rồi cả TikTok. Rất nhiều người đã đặt một câu hỏi rằng liệu sự ra đi của ông Jugendgede có liên quan gì đến ông Park Hang-seo hay không? Trên thực tế thì bất cứ một chuyên gia ngoại nào của bóng đá Việt Nam ra đi thì người ta luôn luôn có một thuyết âm mưu rằng ông ấy có xung đột nội bộ nào trong mâu thuẫn nội bộ hay không. Và chúng ta hãy cùng đến với tiêu điểm ngày hôm nay, nói về Jugendgede, nói về Park Hang-seo và liệu rằng một câu hỏi liệu có sóng ngầm giữa hai chuyên gia ngoại này. Chào mừng quý các bạn đã đến với chương trình tiêu điểm ngày hôm nay. Trước khi nói về ông Park Hang-seo và ông Jugendgede thì chúng ta cần phải phân biệt rạch ròi rằng giám đốc kỹ thuật là ai, huấn luyện viên trưởng là ai và hai chức danh này khác nhau như thế nào. Chúng ta hãy cùng cắt nghĩa thông qua Hoàng Anh Tuấn, một trong những người đã từng làm huấn luyện viên trưởng và cũng đã từng làm giám đốc kỹ thuật ở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Theo ông Hoàng Anh Tuấn, giám đốc kỹ thuật là một vị trí hết sức quan trọng. Tôi nói thế này để mọi người hiểu, giám đốc kỹ thuật là quan văn, còn huấn luyện viên là quan võ. Giám đốc kỹ thuật là hoạch định chiến lược, tư vấn, tổ chức, chọn lựa tầm nhìn. Còn huấn luyện viên trưởng sẽ phối hợp với giám đốc kỹ thuật để thực thi. Công việc của giám đốc kỹ thuật ở tầm vĩ mô, còn huấn luyện viên là người đi theo con đường đã đặt ra để hiện thực hóa mục tiêu cụ thể. Tất nhiên, huấn luyện viên cũng có chiến lược, chiến thuật nhưng ở một mặt cụ thể. Còn chiến lược, chiến thuật của giám đốc kỹ thuật là cho mục tiêu đường dài của câu lạc bộ hay của một nền bóng đá, tùy theo việc ông ta làm ở câu lạc bộ hay cho cấp độ các đội tuyển quốc gia. Vậy, ông Gede đã làm được gì trong bóng đá Việt Nam trong suốt 4 năm hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam? Chúng ta hãy cùng đi đến những phân tích dưới đây. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, tôi và ông Gede từng có một kế hoạch tham dự U20 World Cup kể từ khi mà ông Gede làm giám đốc kỹ thuật hồi tháng 6 năm 2016, tức là trước khi vòng chung kết U19 châu Á năm 2016 diễn ra. Tôi biết, ông Gede từng góp phần không nhỏ để Uzbekistan dự vòng chung kết thế giới năm 2003 và dựa trên năng lực, tầm nhìn, kiến thức khoa học thực tế, tôi và ông Gede có niềm tin rằng mình có thể làm được nhiều điều đặc biệt cho bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ. Nhưng khi ấy, nhiều người nghĩ tôi và ông Gede bị khùng khi muốn dự U20 World Cup. Dẫu vậy, chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể làm được. Bên cạnh dấu mốc để đời mang tên U20 World Cup, tầm ảnh hưởng của ông Gede lên bóng đá Việt Nam là có thật, mà trong đó sự quan tâm đến cầu thủ trẻ. Trước kia, những trận đấu ở giải U17, U19 quốc gia chỉ đá vòng bảng một lượt. Kể cả vào đến chung kết thì một đội chỉ có thể đá tối đa 10 trận. Trong bóng đá hiện đại, một đội phải chơi tối thiểu 4-5 trận chính thức và không chính thức. Từ thông qua thi đấu, va chạm, các cầu thủ mới học thêm nhiều điều về chiến thuật, rèn luyện thể lực, tăng cường tâm lý thi đấu. Và đúng là với sự hiện diện của ông Gede, bóng đá trẻ chúng ta đã có sự thay đổi. Vòng bảng đã có thay đổi thi đấu vòng tròn 2 lượt, số đội tăng lên, cấp độ U19 nay đã có U19 quốc tế, trong khi trước đó chỉ có U21 quốc tế. Dần dần trong tương lai, U15 và U17 cũng sẽ có giải quốc tế. Gede quan tâm vấn đề này và tư vấn với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Đó cũng là một điểm để phát triển hơn đối với bóng đá trẻ. Vậy, huấn luyện Park Hang-seo nói gì về Jugendgede? Quan văn Gede rõ ràng đã giúp cho ông rất nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á. Và chúng ta hãy quay lại thời điểm tháng 1 năm 2018, một chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, để xem hai người đàn ông này đã giúp đỡ nhau như thế nào. Một trong những nhân tố quan trọng trong thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo đến từ phát hiện của ông Gede, đó chính là tiền đạo Phan Văn Đức. Tiền đạo của Sông Lam Nghệ An là một trường hợp được triệu tập đặc biệt nhất của thế hệ Thường Châu năm 2018. Liên đoàn bóng đá Việt Nam công bố quyết định gọi anh lên tuyển hôm ngày 30 tháng 12 năm 2017. Chỉ đúng 2 ngày trước khi đội bóng lên đường sang Trung Quốc dự giải U23 châu Á. Và từ việc theo dõi sát sao Văn Đức ở vòng chung kết U21 quốc gia tại Bình Dương, ông Gede đã tiến cử Văn Đức cho ông Park. Chưa dừng lại ở đó, ông Gede là người phân tích đối thủ, đóng góp những đánh giá vào đấu pháp cho nhà cầm quân người Hàn Quốc. Đáng nói hơn, những chia sẻ khi họp đội của ông Gede có một sức ảnh hưởng rất lớn đến với cầu thủ U23 Việt Nam, để rồi họ tạo nên chiến tích lịch sử của bóng đá nước nhà. Tôi phải nói rằng các bạn đã thi đấu rất tốt. Trước ngày hôm nay, không một ai tin tưởng rằng các bạn lại có thể làm được những điều kỳ diệu. Vì chúng ta đều biết, những trận đấu ở vòng bảng vừa qua đã có rất nhiều khó khăn ở mỗi trận đấu. Nhưng trên hết, những trận đấu như thế sẽ giúp các bạn thấy được sự tiến bộ rõ rệt của mình. Hãy coi chiến thắng ngày hôm nay là niềm tự hào. Và một lần nữa, tôi xin cảm ơn các bạn.
và tôi muốn nói lời cảm ơn và nói cho người Đức và nhà vũ là chào và rất là tôn trọng các em. Thank you very much, guys. Những gì mà ông Jürgen Gede làm được cho bóng đá Việt Nam trong suốt 4 năm qua nhận được sự trân trọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Vậy ông Park Hang-seo thì sao? Chúng ta hãy cùng lắng nghe. Trước khi mà cái thời hạn hợp đồng kết thúc thì hai bên cũng đã gặp gỡ và cũng trao đổi, thì căn cứ trên cái nguyện vọng của liên đoàn cũng như là cái định hướng công việc của ông Gede thì chúng tôi cũng đã có những cái thống nhất là không tiếp tục gia hạn hợp đồng với ông Jürgen Gede. Toàn bộ các cái trách nhiệm hay là những cái quy định của hợp đồng thì hai bên cũng sẽ thực hiện đầy đủ cho tới ngày cuối cùng của hợp đồng. Mỗi một sự chia ly đều đem đến một sự tiếc nuối, nhưng trong bóng đá hiện đại thì không có mối quan hệ làm ăn nào là trường tồn và vĩnh cửu cả. Sir Alex Ferguson đã chia tay Manchester United. Huấn luyện viên Arsène Wenger cũng đã nói lời tạm biệt với Arsenal sau hơn chục năm gắn bó. Và chúng ta không chắc chắn rằng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ở lại với bóng đá Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam được bao lâu. Ông Jürgen Gede cũng vậy, sẽ thật phiến diện nếu như nói rằng ông Gede ra đi sau 4 năm làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ vì sự hiện diện của ông Park Hang-seo. Suy cho cùng, trong 4 năm qua, cả ông Park Hang-seo và ông Gede, mỗi người đều đã làm tốt những chức năng của mình vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Và sau khi kết thúc chương trình hôm nay, với những gì chúng ta đang nhìn về ông Gede, với những gì mà ông Gede đã lan được cho bóng đá Việt Nam, thì xin khép lại chương trình này với một câu nói. Cảm ơn ông, Gede.